Bạch sư cho con hỏi tại sao tôn tượng ở mỗi quốc gia lại có hình tướng khác nhau. Chuyện bình thường thôi. Tại vì hiện tại bây giờ đâu có ai biết được hình dáng của Phật là như thế nào đâu. Cho nên là mỗi quốc gia thì họ sẽ có cái tưởng khác nhau về hình dáng của Phật. Mà đó cũng là lý do thời xưa người ta chỉ thờ cội Bồ Đề chứ không có thờ tượng Phật. Tại vì không thể nào tạc được một bức tượng mà giống như Ngài. Cho nên là người ta không tạc luôn. Điều quan trọng á, là khi chúng ta nhìn vào cái hình tượng đó và chúng ta quy định à đây là kim thân Đức Thế Tôn, rồi từ đó chúng ta đảnh lễ, thì như vậy là chúng ta cũng có phước.